Tôi là Nguyễn Hòa Kiển, bánh chào quý bà con nha. Hôm nay tiếp tục trở lại nhà vườn của Đông Võ, giao lưu phôi hoa giấy Mỹ đẹp nha bà con. Có về cái lô hoa giấy mới rất là đẹp quái và củ to, hoành bệ cũng đẹp luôn nha. Mời bà con và các bạn cùng Đông để tham khảo giá và chi tiết hơn nha bà con. Rồi anh chào Đông. Rồi chào anh Liêm, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em clip vừa rồi nha cô chú anh chị. Nó thì hôm nay thì em cũng về một số cây hoa giấy Mỹ nha cô chú anh chị, nói chung là hoành rất là to luôn nha. Nó thì mong cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ em nha. Rồi thì địa chỉ ở vườn em là ở Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419 nha. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó, cây này chiều cao là 60. Nó hoành cổ nó là 27. Hoành thân nó là 53. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi thì cây này em xin giao lưu là 250.000 nha cô chú anh chị. 250. Dạ, mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây cũ rất là đặc đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 2. Rồi cây này em đo được chiều cao là 60. Hoành là 34. Rồi tổng hoành thân nó là 52. Đó, tàn chi rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, đầy đủ nha. Mã số 2. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, mã số 2 này em xin giao lưu là 380.000 nha cô chú anh chị. 380. Dạ. Cây cũ bệ đặc luôn. Bệ đặc đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo mã số 3. Đó, một cây dáng bay rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Ờ, cái này em đo được chiều cao là 70. Hoành là 27. Số đế là 30. Tổng hoành thân là 50. Đó, mã số 3. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó uống éo luôn. Rồi em xin giao lưu là giá là 300.000 nha cô chú anh chị. Mã số 3 300.000. Cây chi cành còn rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 55. Cổ nó là 23. Hoành thân nó là 48. Cây mã số 4 nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Nó hoành cổ ở đây 23 nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó, rồi cây này em xin giao lưu là giá là 230.000 cô chú anh chị ơi. 230. Dạ, 230.000. Rồi tiếp theo mã số 5. Ờ, cây này em đo được chiều cao nó là 60. Hoành cổ nó là 33. Hoành thân nó là thân nó là 47 nha cô chú anh chị. Mã số 5. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, đầy củ đặc luôn nha. Rồi, mã số 5 này em xin giao lưu là giá là 280.000 nha cô chú anh chị. 280. Dạ, dạ. Mã số 5. Okay. Rồi tiếp theo mã số 6 nha cô chú anh chị. Cây dài nha bà con. Dạ, cây này tông cao. Cây này em đo được chiều cao là 85. Hoành cổ nó là 29. Tổng hoành bệ nó là 45. Nó này chia ra hai tầng luôn nha cô chú anh chị. Này, nữa mình cắt xác đây. Rồi ở đây mình chừa lại ha. Là được chia ra hai tầng, cây phôi rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hai mâm. Dạ. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi cây này em xin giao lưu là giá là 350.000 nha cô chú anh chị. 350. Dạ. Cây phơm cao đẹp luôn nha cô chú anh chị, chia gạt hai tầng. Rồi tiếp theo mã số 7. Rồi cây này em đo được chiều cao là 55. Hoành cổ là 30. Hoành thân nó là 43. Nó cây mã số 7 nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó hoành cổ rất là to đẹp luôn nha. Đó, rồi thì cây số 7 này em xin giao lưu là giá là 270.000 nha cô chú anh chị. 270k. Dạ, 270.000. Rất là to luôn nha cô chú anh chị. Cây cũ đặc luôn nha, tay cầm không dắt. Dạ. Cây rất là to luôn, mã số 7.
Rồi tiếp theo mã số 8. Rồi cái này em đo được chiều cao là 55. Hoành là 28. Phần thân nó là 46. Cây mã số 8 nha cô chú anh chị. Đó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Để sắn rất là đẹp luôn nha. Vậy đó. Dạ. Rồi thì cái này mã số 8 xin Zalo là 300 ngàn nha cô chú anh chị. 300 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 9. Cây rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này em đo được chiều cao là 60. Cỡ nó là 37. Rồi, tổng hoành bệ nó là 60. Đó, cây cũ đặc đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đế nó uống lượng lượng rất là đẹp luôn nha. Đó, cây rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, rồi thì này cây số 9 nha cô chú anh chị. Đó, em xin giao lưu là 500.000. Dạ, cây số 9. Dạ. Rất là to luôn cô chú anh chị ơi, số 9. Tiếp theo mã số 10. Đó, cây dáng bay. Dáng đổ rất là đẹp luôn. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 65. Mình cổ nó là 29. Sau đế là 25. Tổng hoành thân nó là 48 nha cô chú anh chị. 48, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 10. Đó, cây này em xin giao lưu là 300.000 nha cô chú anh chị. 300k. Dạ, mã số 10, 300.000. Còn nhiều. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 11, vẫn là một cây dáng bay luôn cô chú anh chị ơi. Cái này em đo được là 65. Cổ nó là 29. Tổng hoành thân nó là 46 nha cô chú anh chị. Nó cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó hơi chạy chút xíu nha cô chú anh chị, tại do nói chung là chặn chuyển thôi à. Xây xước da ha. Dạ, xây xước da thôi. Có tới thịt ở trong ha. Dạ, đúng rồi. Chỉ xây xước da thôi nha cô chú anh chị, em cũng bôi keo liền xẹo rồi. Rồi cây 11 này em xin giao lưu là 300.000 luôn nha cô chú anh chị. 300k. Dạ. Rồi. Dáng đổ rất là đẹp luôn, 300.000. Cây đẹp khủng, mạnh hoành bự nha bà con. Dạ. Rồi cái tiếp này, theo mã số 12. Loại này nó già cây à. Dạ. Cái này em đo được nó chiều cao là 60. Hoành cổ nó là 27. Hoành thân nó là 39. Cây rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Mã số 12. Đó. Để nó sắn xuống đây rất là đẹp luôn nha của chú anh chị. Nó mã số 12. Để đặc hơn. Dạ. Đó, em xin giao lưu là giá là 230.000 nha cô chú anh chị. Đó, nó hơi chảy đây. Đó. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, cái này em đo được chiều cao là 50. Còn cổ nó là 35. Phần thân nó là 50. Nó cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn, mã số 13. Cây cũ nó rất là to luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. 350. Dạ, 350. Đa luôn nha. Dạ. Cây rất là to nha. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 nha cô chú anh chị. Cái này em đo được chiều cao là 60. Hoành là 25. Tổng hoành thân nó là 45. Này mã số 14 nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Dáng này quái thú luôn. Dạ, dáng quái thú luôn nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi, rất là đẹp luôn. Hai chân trước, hai chân sau nè. Đó. Đó, cây đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu là 260.000 nha cô chú anh chị, mã số 14 nha. Ok. Mã số 14. Tiếp theo mã số 15. Cục đặc khu luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái này em đo được chiều cao nó là 70. Hoành đây là 31.
Tổng hoành thân nó là 52 nha cô chú anh chị. Đó. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, không có vết xước nào nè. Sổ đế là 35. Cây rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Nó một cục đặc thù đây luôn nha. Cây nói chung cây này già cây luôn nha cô chú anh chị. Nó rất là già luôn, nứt da me luôn. Quá đẹp. Cây 15, cây này rất là to luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây 15 này em xin giao lưu là giá là 550.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Ok, cây như cây đa luôn nha. Cây rất là đẹp luôn. Mã số 15. Rồi, tiếp theo mã số 16 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này em đo được chiều cao nó là 53. Quanh cổ nó là 18. Quanh thân nó là 41. Cây mã số 16 nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn, mã số 16. Em xin giao lưu là 180.000 nha cô chú anh chị. 180. Dạ, 180.000. Mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. Cây tông cao luôn nha cô chú anh chị. Mã số 17. Cái này em đo được chiều cao là 1m1 luôn nha. Hình cổ đây là 26. Quần thân nó là 46 luôn nha cô chú anh chị. Đó, em chia ra hai tầng luôn. Ok, dán trực hai tầng ha. Dạ, nó tại em tính cắt đây luôn mà tính về cho cô chú anh chị mình chơi hai tầng nha. Cắt đây cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, mà để cho cô chú anh chị mình về luôn. Thích cắt thì cắt, không thích thôi để nha. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, mã số 17. Đó. Giá sao đây? Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 400.000 nha cô chú anh chị. 400k. Dạ, 400.000. Tiếp theo 18. Rồi cái này em đo được chiều cao là 60. Hoành cổ nó là 26. Hoành thân nó là 48 nha cô chú anh chị. Đó, cây mã số 17 nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn, nguyên u một cục luôn nha cô chú anh chị. Cây nói chung rất là đẹp, to luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây 17 này em xin giao lưu là giá là 250.000 nha cô chú anh chị. 250. Dạ. Rồi. 250.000. Và tiếp theo mã số 18. 19. Tiếp theo mã số 19 nha cô chú anh chị. Em đo được chiều cao là 55. Mình có nó là 29. Tổng hoành bệ nó là 42 nha cô chú anh chị. Đó, đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, sổ ra rất là đẹp luôn. Cổ trên thì rất đặc luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây 19 rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đặc hơn. Dạ. Cành thì nói chung là rất là đẹp luôn nha. Điều tứ hướng luôn. Dạ. Rồi giá sao đây? Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 270.000 cô chú anh chị ơi. 270. Dạ. Khá là đẹp rẻ luôn. Khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 20. Rồi cái này em đo được chiều cao là 55. Cổ nó là 19. Rồi hoành thân nó là 40 nha cô chú anh chị. Mã số 19, cây rất là đẹp luôn. Đó. Rồi em xin giao lưu là 180.000 luôn nha cô chú anh chị. Mã số 19. Dạ, 180.000. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình tới nơi luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 20. Rồi cái này chiều cao là 55. Đó, quần eo là 23. Quần thân nó là 38. Đó, cũ đây đặt luôn nha cô chú anh chị. Nó mã số 20. Cây rất là đẹp luôn. Đó. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 200.000 nha cô chú anh chị. 200k. Dạ. Này là mã số 21 nha cô chú anh chị, em lộn nha. Mã số 21 nha cô chú anh chị, 200.000. Đó, mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22. Đó, cũ đặc đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này lục lực nha. Cây này em đo được chiều cao nó là 45. Hoành nó là 34. Hoành thân nó là 42. Đó, cây 22 của anh chị. Lùng lực rất là đẹp luôn nha. Đó.
Rồi cái này em xin giao lưu là 300 ngàn nha cô chú anh chị. 300k. Dạ, 300 ngàn. Mã số 22. Tiếp theo mã số 23. Cái này em đo được chiều cao là 60. Mình cổ nó là 24. Mình thân nó là 44 nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn. Mã số 23. Đó, cái này em xin giao lưu là 250 ngàn luôn nha cô chú anh chị. 250. Dạ. Mã số 23. Cây rất là đẹp, giá rất là mềm luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo mã số 24 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, em đo được cây này nữa là 55. Mình cổ nó là 26. Sổ đế nó là 25. Thân nó là 38. Cây 24 nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp nha. Uống vô rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây mã số 24. Đó, cây này em xin giao lưu là 270 ngàn nha cô chú anh chị. 270. Dạ, 270 ngàn, mã số 24. Tiếp tục là một cây 25. Cây này rất là khủng luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cây to đẹp, khủng. Rất là to luôn nha. Củ đặc bề đẹp luôn. Chi cành thì đầy đủ. Cây này chiều cao nó là 60. Mình cổ nó là 38. Mình thân nó là 60. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, củ đặc luôn nha cô chú anh chị. Cây này củ đặc đẹp nha. Đó, một củ rất là đẹp luôn. Đặt nha cô chú anh chị. Đó, cây 25. Đó, cây này em xin giao lưu là giá là 700 ngàn nha cô chú anh chị. 700k. Dạ, 700 ngàn. Mã số 25. Thêm mã số 26. Rồi, cây này em đo được chiều cao nó là 65. Mình cổ nó là 31. Đó. Thân nó là 45 nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi cây này 26 em xin giao lưu là giá là 300 ngàn nha cô chú anh chị. 300 ngàn nha. 300k. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 27. Rồi, cây này em đo được chiều cao là 70. Quanh cổ nó là 30. Quanh thân nó là 59 rồi nha cô chú anh chị. 59 nha, mã số 27. Đó, tông nói chung rất là cũng cao nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 27 này em xin giao lưu là giá là 300 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. 27. Rồi tiếp theo mã số 28. Rồi cái này em đo được chiều cao đó là 55. Cổ nó là 24. Quần thân nó là 42. Cái mã số 28 nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi 28 em xin giao lưu là 230 ngàn. 230 ngàn. Mã số 28. Rồi tiếp theo mã số 29 nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 29. Cái này em đo được chiều cao nó là 55. Đó, quanh cổ nó là 35. Bệ quái luôn. Dạ, sổ đế nó là 25. Đó. Quanh thân nó là 50 nha cô chú anh chị. Bệ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, mã số 29 nha. Đó, cây rất là đẹp. Rồi mã này em xin giao lưu là 350 ngàn nha cô chú anh chị. Bệ đặc thừ luôn. Dạ, bệ đặc thừ mà đế quái đó nha cô chú anh chị. Đó, mã số 29. Và tiếp theo mã số 30 nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 60. Dáng trực luôn. Dạ. Hoành là 26.
Quỳnh Thân nó là 52 nha cô chú anh chị, mã số 30 nha. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi thì cái này em xin giao lưu là 250.000 luôn nha. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem cái clip của em và cái kênh của Liêm nha. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái video này hay thì chia sẻ like giúp em nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, anh cảm ơn Đông nha. Anh chúc bà con một ngày xem rất là vui vẻ ha. Bà con nào mà có hợp nhãn với những cái cây phôi này thì bà con liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình. Bà con nào có chốt nguyên lô rồi giá đồng vỏ sẽ hạ nhiệt hơn nha bà con. Rồi, bye bye bà con nha. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.